Vâng, thế thì tôi sẽ có một số vài cái hiệu ứng để các bạn thấy. Ngoài trường hợp là ví dụ mình thấy cái mẫu chữ này đẹp quá, thế thì đôi khi chúng ta tự design thì cũng khó, nhưng mà thôi thì thấy cái mẫu chữ nó cũng hay, nhưng mà nó lại là cái một cái hình hình nền, nó là cái hình, thế làm sao mà chúng ta lấy chữ mà chúng ta có thể design được. Thì ở cái bài này tôi cũng làm trước đây cái là cái cách mà chúng ta chọn cái này nó rất là dễ, cũng may là cái chữ này nó một màu, chữ một màu. Thế các bạn chọn bằng cách nào? Vâng, một là trên cái file này nếu mà các bạn có cái file độ phân giải tốt thì là ok, để tránh cái hiện tượng răng cưa. Chúng ta có thể là dùng công cụ laser, các bạn có thể là bao chọn ở chỗ này thôi, đúng không? Chúng ta không cần lấy ngôi sao và chúng ta sẽ bao chọn lấy cái khu vực này thôi, đẩy xuống. Ồ vậy đi ha. Được. Thế thì để cách chọn chữ thì trong cái Photoshop chúng ta có một cái thằng gọi là select vùng chọn, và mình chọn cái thằng là một chọn cái là colorant. Các bạn xài cái vụ này rồi ấy hả? Đúng không? Và colorant thì mình chọn ở đâu? Mình chọn đúng ngay cái màu trắng, và nó chọn ngay chúng ta cái mức độ trắng. Thì colorant là nó chọn theo cái dải tông màu rất là hay, là mình có thể tăng cao lên để cho cái độ mà nó chọn hết là sắc nét nhất. Cái màu trắng nó sẽ tạo vùng chọn, còn màu đen thì không. Nhưng cẩn thận là trong lúc mình sử dụng cái colorant để chọn như thế này thì các bạn thấy đôi khi nó có, nó tạo những cái độ xám, nó tạo những cái độ xám ở xung quanh của cái đối tượng mình, và chút nữa ở đây nó cũng sẽ tạo luôn là cái vùng chọn, nó chọn mờ mờ thì người ta có thể trượt cái thanh trượt này về để chúng ta thấy đen trắng như là tốt nhất rồi. Thế thì các bạn ok, và cái vùng chọn chúng ta vẫn chọn đúng ở đây. Và như vậy tôi chỉ lấy cái chữ 2014 này bằng 5 con ngựa ở đây, và sau đó tôi nâng lên còn lên một cái layer riêng. Thì tôi đã nâng lên thành một cái layer riêng là ở đây. Đó, năm 2014 thì đôi khi nó có một vài cái chi tiết, do hồi nãy là tôi chọn hết vùng thì cuối cùng là nó có thêm cái chi tiết này. Đó, thì những cái chi tiết này mình có thể dùng cái công cụ E. Chúng ta xóa đi bởi vì tôi không xài mấy cái hình ngôi sao này. Và biến nó ý nó với cái bài này tôi sẽ biến cái thằng này thành hình vector và sử dụng trong cái Photoshop để tạo hình khối cho nó, trong cái AI chứ. Và như vậy là ha, chúng ta đã xóa hết những cái gì chúng ta không muốn, và chúng ta sẽ thấy có cái chữ 2014 rồi. Và tạm thời là chúng ta tắt cái này đi ha, các bạn có thể mở ra mà các bạn có thể là xóa nó đi, và chúng ta chỉ lấy cái chữ này thôi, 2014, và sau đó các bạn lưu vào, lưu thì để mở lên được bên Illustrator mà rỗng nền thì dĩ nhiên ở đây chúng ta nên save ở cái chế độ là BSD, và tôi có đã save cái chế độ BSD 2014 rồi, hình nền BSD đây, và chúng ta bấm save, và tôi đã lưu rồi thì coi như là không cần phải lưu lại. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở qua bên cái thằng AI. Đó, các bạn thấy cái khối chữ tôi đã làm được như thế này. Tôi sẽ qua bên cái thằng AI. Thường á, nó có một cái đặc điểm là tôi quay về đây nha, các bạn thấy nó có một cái đặc biệt là như vậy. Khi mà các bạn, trước khi các bạn lưu cái này thì mình kiểm tra cái thằng này trước. Tôi nêu một mình cho nên là tôi đổ vô một màu đen hay là cái gì đó để đặt cái nền đó. Thế mình kiểm tra nè, khi mình lấy cái chữ nó lên á thì đôi khi do cái ảnh chúng ta cái độ phân giải nó thấp quá, dẫn đến là khi mà mình móc cái chữ lên thì dẫn đến đôi khi nó bị răng cưa như thế này. Thì ở đây tôi dùng cái E tôi xóa bớt cái vụ này ha. Đó, để cái nền vô thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ xóa rất kỹ. Ở trong cái colorant đôi khi nó có những cái sắc độ mà chúng ta nhìn không kỹ hết, nó bị răng cưa như thế này nè, nó bị răng cưa, lấy mình lấy hình nó bị răng cưa. Thì qua bên cái thằng AI chút nữa mình chay chét gì đó, mình dùng lệnh chay thì đôi khi nó không bén, nó không sắc nét. Thì người ta phải có một cái màn, tôi vào filter và tôi chọn thằng blur,
và chọn cái Gaussian Blur. Đó là M, tức là với cái động tác này khoảng một vài pixel thôi thì các bạn thấy là ha, cái đường nét nó mịn trở lại thôi, mịn trở lại. Ok, sau đó mình lại là sử dụng một cái filter mà sharpen, và các bạn sử dụng cái unsharp mask. Và các bạn coi thử với cái mức độ này thì nó sắc sảo đây không nha. Đó, chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái amount này, và tăng càng cao lên thì cái độ sắc nét nó càng lớn. À, to quá, thế thì chúng ta có thể giảm cái thằng này lại. Và các bạn nếu cảm giác cái độ này nó smooth và nó sắc sảo được là ok rồi. Ok. Chúng ta cái cách mà ha, các bạn làm muốn sắc sảo cho trở lại một cái chữ này thì xong đi, sau đâu đó thì chúng ta nên lưu, và lưu giống như cái file BSD như hồi nãy là tôi đã lưu đây đấy. Nói thì trước khi lưu thì chúng ta nên làm cái vụ đó ha. À, thì tôi đã lưu rồi thì tôi không lưu nữa. Thì bây giờ mở qua cái file AI, thì khi các bạn vào cái file AI, tôi delete cái này, tôi file đây này, và tôi phải play nó vào, dùng file play nhé. Và cái file 2014 hồi nãy mình đã làm ở bên Photoshop, và nó chỉ có cái chữ 2014 này thôi. Và chúng ta dùng lệnh play đây, chữ này show review convert layer to object. Nó sợ là cái chữ test á, thì không sao, thì qua đây nó đã thành cái, chúng ta đó là cái thành là đối tượng rồi, chứ chúng ta phải test. Còn nếu test á, thì các bạn sẽ thấy nó có cái chữ là convert layer to object. Hoặc giả là cái trường hợp mà các bạn thấy lỡ mà nó bấm ở đây là flatten layer to single image, nếu mà cái BSD kia chúng ta có nhiều lớp mà lỡ nó chọn như thế này thì các bạn bỏ đi ha, các bạn gì như này thôi. Chứ còn không á là bao nhiêu lớp layer bên Photoshop mà nó ở đây nó tùy chọn cái là nó dập một lớp. Còn các bạn muốn còn layer thì các bạn để ở chế độ này rồi xong là ok, nhớ nhá. Rồi thế thì khi play qua thì cái chữ chúng ta nó như này đây, đó, chữ nó cũng được sắc sảo như thế này này, mà nó là bằng cái hình, nó là hình, nhưng mà biết là nó có bị rỗng nền hay không. Tôi chọn một cái màu và tôi cho nó xuống lớp. À, rất may nó rỗng nền. À, nó còn có một số cái chi tiết hồi nãy đây mình xóa chưa hết nữa, để vô bên đây bây giờ mới thấy, nhưng mà không sao, chút nữa tôi xóa tiếp. À, làm bên Photoshop cuối cùng là có một số này nó chưa xóa. À, delete đi. Nếu vậy thì tôi cũng delete cái này luôn. Có cần thì chúng ta mở lại cái file kia, đúng không? À, file, và tôi open cái BSD 2014 để kiểm tra nó có một số các cái nét trắng. Thì muốn kiểm tra cái thằng này có một số nét trắng chúng ta xóa thì làm sao? Control Shift N, new một cái layer, và tôi đổ cái màu nâu vào và xuống layer. Ai à, như vậy là đây một số cái nét trắng. Thế thì trên cái layer này các bạn bấm phím E đúng không? À, tôi xóa đi eraser, xóa đi. À, do cái colorine á, có cái colorine nó chọn mà nó chọn mờ mờ đó các bạn, thì dẫn đến là khi mà mình dùng cái bộ lọc và filter mà sharpen thì nó lại rõ ra trở lại. À, còn như thế này là ok rồi, xong. Thế thì chọn cái layer 2 tôi bỏ đi, và tôi Ctrl S, đó là lưu chồng lên đúng không? Tắt đi. Mở qua bên AI, Ctrl Alt Tab ha. Đó, các bạn trong cái quá trình phục vụ mấy cái này thì những cái phím tắt chúng ta cố gắng là sử dụng cho nó tốt nhé. Alt Tab để chạy các cái chương trình trên cái cửa sổ của mình. Còn Ctrl trong một cái chương trình mà đây Ctrl Tab, tức là nó chỉ mở các cái file ảnh trong cửa sổ của một file phần mềm thôi. Còn Ctrl Tab thì nó có thể là ở đây là nào Internet, Photoshop, AI hay gì đó thì nó sẽ chuyển đổi giống như đi số vòng vậy. À, thế thì file, và tôi quay trở lại, tôi play cái hình ảnh 2014. Các bạn bỏ link đi, không nhất thiết, bởi vì tôi đã biến đổi cái chữ này bằng cái dạng khác rồi. À, tôi không cần phải lưu lên trên Photoshop thì tôi bỏ lên đây và play. Bây giờ thì các bạn thấy đây dạng là một hình, thì các bạn sẽ thấy là trong cái Photoshop rất hay là nó có cái thằng này image, và
thông thường những cái thằng black and white chơi tốt nhất là chọn ở chế độ nào? Black and white logo. Xong luôn, các bạn thấy cái đường nét chúng ta rất là mịn. Và như vậy khi chơi xong thì các bạn phải dùng cái lệnh là expand efficiency. Expand thoát ra, mở rộng ra. Và như vậy nó sẽ có một cái nền trắng và một cái chữ. À thế. Thế có một cái nền trắng một cái chữ. Mình kiểm tra thử nhé. Tôi sử dụng cái thằng này coi. Xuống lớp. Các bạn thấy khi chơi nó ra và nó tạo thành một cái khung cái nền trắng này. Đó. Thế thì riêng cái đối tượng này khi chơi xong thì chúng ta nên ungroup nó đi. Object và tôi chọn cái gì nhỉ? Ungroup. Control Shift G nhé. Vâng, Control Shift G. Tháo nó ra. Lít ra ngoài, lít lại cái này coi thử. À nó vẫn còn dính như này, tôi ungroup một lần nữa. Hai lần. Thế thì tôi chọn được cái background này. À, background này vẫn có thể đổ màu được đấy. Tôi thử nghiệm nhé. Hai option. So nó đang là ở chế độ không màu. Tôi chọn lại xem quay key và đổ thử vô. À, cái nền chúng ta này cũng là một cái nền màu tím. Nhưng mà thôi, tôi không sử dụng cái này, tôi sử dụng cái 2014 là được rồi. À, bỏ đi. Và các bạn thấy ở trong đây nó có những cái đối tượng là chắc đây này đó. Nếu cần mà các bạn vẫn giữ cái nền đỏ này để làm chi, để chúng ta kiểm tra coi thử chúng ta lấy ra nó có tốt không nha. Đó, nó vẫn còn những cái đối tượng trắng đây nè các bạn. Gặp những cái đối tượng này thì chọn đây bỏ đi. Và chọn những cái đối tượng này bỏ đi. Để lấy 2014 thôi. Chọn bỏ đi, các bạn lít bỏ đi. Lít bỏ đi, lít bỏ đi. Lít bỏ, bỏ đi. Và cuối cùng cho đi luôn. Thế thì chúng ta chỉ có một cái chữ mà bằng đường vector giống như chúng ta vẽ. Thì thay vì nếu mà trong Photoshop các bạn sử dụng là bằng các cái công cụ vâng, công cụ vùng chọn, thì các bạn nếu mà ha không làm như thế thì làm ơn các bạn có thể là sử dụng công cụ Ben, các bạn đi từng chút như thế này, đúng không? Và các bạn vẽ lại. Thế từ cái phương pháp này đến cái phương pháp mà chọn thủ công như thế này thì các bạn nên chọn cái nào cho nó tiện và lợi hả? Rửa cứ đi hết như thế này ha. Như thế thì cái phương pháp nãy chúng ta rất là hay. Thế thì từ khi hai chữ 014 và sau đó tôi chọn hết chữ này, chúng ta nên đổ màu cho nó, đừng có để màu đen quá thì đôi khi nó lên khối bóng không đẹp. Thì có lẽ là tôi sử dụng cái chữ màu vàng cam hả, tôi sử dụng cái chữ màu vàng cam đấy và rút nó lại trong cái AI. Và nếu các bạn muốn làm phối cảnh thì chúng ta dạt cho cái đầu này lớn hơn vân vân, mình hình dung trước mình muốn ổn, muốn tạo phối cảnh thì bạn cho nó đầu, còn không như thế này thì chúng ta sử dụng trong cái 3D được không? Ở đây tôi sử dụng 3D và có cái thằng gì nhỉ, này là tạo khối nữa, còn cái này là xoay tròn edge and bevel. Ok, thì các bạn nhấp cái review lên. Thế từ khi mình lấy một cái dạng chữ phẳng, bây giờ chúng ta sẽ biến thành nó dạng chữ khối. Và để như thế này, hoặc là các bạn để trực tiếp các bạn xoay lên như thế này. Và xoay qua lên một chút xíu. Và thấy cho cái phần đáy ở dưới đi ha. Và các bạn đẩy nó lên. Ở cái góc độ này nhìn như này là ok rồi. Hoặc bạn nào thích nó không, em thích nhìn theo cái hướng này cơ. Và xoay này qua một chút xíu. Đó, để thấy được cái độ dày của cái khối chữ mà nó đi này rất đẹp. Và như vậy chúng ta chỉ cần việc gọi là ok. Nếu cảm thấy chữ như thế này là được rồi mà nó đang còn là hiệu ứng 3D đó các bạn, thì một cái việc đầu tiên để còn muốn đồ họa để diễn tả thêm một cái độ bóng bẩy cho nó nữa thì các bạn nên vào object và chúng ta chọn cái thằng expand efficiency. Những gì sử